Chào các bạn nha. Video trước đây thì mình có chia sẻ bạn cái cách tạo cái ren ngoài bằng cái máy hàn nhiệt thế này các bạn. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cách khác nó tốt hơn so với cách dùng bằng máy này nhé các bạn. Thì cách của mình á là dùng bằng đèn khò. Thì mình sẽ làm bằng đèn khò, sau đó mình sẽ so sánh cho các bạn xem là cái nối ren của cái được tạo ra bởi cái máy hàn nhiệt thế này nó đẹp hơn và nó chất lượng hơn hay là cái ren được tạo ra bằng đèn khò. Đó, thì video này mình mục đích mình làm để chia sẻ với các bạn, để các bạn so sánh và sẽ biết cái nào nó tốt hơn mà lựa chọn. Đồng thời khi mà các bạn sử dụng cái máy này thì chỉ có được một việc thôi và chi phí đầu tư cũng cao, nhưng nó là chuyên dụng. Còn dùng đèn khò thì làm rất nhiều việc và thậm chí nó còn tốt hơn những cái mà chuyên dụng. Ok, thì mình sẽ làm trước các bạn xem nhé. Về cái cách làm của đèn khò này thì lại đơn giản lắm, không có gì, và thực ra làm rất là nhanh luôn các bạn. Ô, đèn khò bị gì rồi, nó tính không có làm việc nữa, nhưng mà mình ép mãi nó không phải chịu lên, khổ lắm, không trả lương ấy. Rồi mình sẽ hơ, các bạn sẽ hơ này, cái phần này nó sâu bao nhiêu thì các bạn sẽ hơ nó bằng tương tự thôi. Theo suy luận của mình thì mình dùng đèn khò nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội so với dùng cái máy kia các bạn. Thứ nhất là nó không tốn điện, không sử dụng dây lằng nhằng, và thứ ba sẽ tạo được cái điểm rất là hay, để xíu nữa mình sẽ làm xong các bạn sẽ xem. Rồi, ok, mình sẽ vặn vào nhé. Rồi, rất là chắc rồi. Bây giờ mình tháo ra nhé. Thì các bạn sẽ xem cái ren của cái đèn khò nó đẹp hơn hay là dùng cái máy hàn nhiệt nó đẹp hơn nhé các bạn. Đây, mình sẽ cắt đôi ra để các bạn xem cái nào nha. Bên cái ngắn là dùng máy hàn nhiệt này. Đây các bạn xem nè, phần ống bên này là ống của máy hàn nhiệt, còn ống bên này là ống của đèn khò. Thì các bạn xem cái phần ren nó vẫn tương tự như nhau, thấy không các bạn, vẫn tương đối như nhau hết đó. Tuy nhiên á, về cái về độ thẩm mỹ á, thì dùng đèn khò nó không có đẹp bằng so với dùng cái máy hàn nhiệt đấy. Nhưng mà cái phần ren á, phần ren các bạn, thì nó nổi rõ sâu hơn đấy. Đó, thì như vậy nếu mà chúng ta không có máy hàn nhiệt chúng ta vẫn có thể dùng đèn khò, nó tốt như nhau các bạn. Như mình đã so sánh với các bạn thấy á, thì dùng đèn khò để tạo ren nó vẫn đẹp, nó vẫn tốt so với dùng máy hàn nhiệt. Thì bạn nào mà đang không có máy hàn nhiệt có thể dùng đèn khò để mua, và đèn khò nó còn được nhiều tác dụng hơn. Rồi, các bạn thấy clip hay tầm một like nhé, và nhớ chia sẻ bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chào các bạn.